Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay tiếp tục trở lại với Tân Om Zibaqui. Thì ở trong video lần này thì có lẽ là cái bản update vừa rồi nó update một con tướng mới là Vĩnh Sinh Chi Chủ. Đây là một trong những con tướng thuộc cái phẩm Bạch Kim. Thuộc cái phẩm Bạch Kim ở trong game. Đấy. Về vị tướng này thì mình đã từng lấy kỹ năng của nó trước đó cho mọi người rồi. Ngoài ra có một số vị tướng mới khác ở trên kênh của mình cũng đã lấy kỹ năng, thì anh em để theo dõi trên kênh của mình để biết là thông tin của nó. Về vị tướng này thì chúng ta có một chút thông tin bên lề hiện tại bây giờ, đó là cái mà anh em quan tâm nhất, đó là làm sao nào để sở hữu nó. Thì con tướng này được update ở bên bản Trung Quốc rất là sớm. Tuy nhiên khi được update ở bên bản Trung Quốc thì nó cũng phải mất một thời gian khá là lâu mới có thể sở hữu được, chứ không phải là khi nó ra mắt một cái là có event để nhận nó luôn, event để tham gia hoạt động để nhận nó luôn là không có. Phải mất một thời gian mới có event đấy, và event của nó đơn thuần chỉ là dạng như kiểu đua top đấy, đua top nạp với lại là đua top lực chiến với lại là làm nhiệm vụ các kiểu để có thể nhận đấy. Đấy là một phần đấy, đấy là một phần. Thời gian đầu thì gần như con tướng này rất là khó để có kiếm được, bởi vì cái hạng top nó sẽ khá là thấp đấy, bởi vì là hạng top thấp mình nhớ là chỉ được có khoảng tầm 5 mảnh thì phải. Nên là nói chung là để sở hữu con này đã một câu chuyện rất là vất vả. Nâng sao nó là một câu chuyện còn vất vả hơn. Nâng sao kể cả với những ông nạp nhiều nó cũng là một câu chuyện vất vả, chứ đừng có nói với những người chơi kiểu bình thường. Nên là để tích con này sẽ rất là lâu cho những anh em nạp top. Nói chung là các bạn cài sẽ mất rất là nhiều thời gian. Mất rất là nhiều thời gian để lấy được con tướng này nguyên vẹn, bừng nó vào trong team, chứ tôi chưa nói đến câu chuyện nâng sao của nó. Tuy nhiên sau cái thời gian này, thật ra cái event kia thì nó gồm những cái hoạt động, nó giống như các cái hoạt động mà event đang diễn ra thôi, làm những cái nhiệm vụ đơn thuần như thế với lại đua thôi đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì lúc ấy, lúc nào mà game chính thức ra mắt ấy, thì các bạn sẽ có cái nhìn nó tổng quát hơn và nó rõ ràng hơn những cái event kiểu như vậy, chứ mình chỉ dám nói sơ qua thôi, bởi vì chưa có để mà nói cho mọi người đấy. Và sau đó thì như bây giờ ở hiện tại với bản Trung Quốc, khi mà con tướng này update được khoảng tầm hơn nửa năm thì đã có một số những cái hoạt động mới để các bạn có thể sở hữu được. Ví dụ như là kiểu các bạn đánh ải đấy, đánh ải các kiểu, nó như kiểu một hoạt động đặc biệt đấy. Các bạn sẽ đánh ải và nạp này, nạp để kiếm thẻ, để lấy cái thẻ quay nó, hoặc là đánh ải đấy, đánh ải làm nhiệm vụ đánh những cái ải hoạt động ở trong cái event đấy để lấy thẻ quay nó. Nói chung là quay bằng thẻ. Các bạn có thể lựa chọn quay các cái con tướng bạch kim đang có, lựa chọn quay các con tướng bạch kim đang có, kể cả là bởi vì ấy, sau này sẽ thêm một con tướng bạch kim khác nữa, sẽ có thêm những con tướng bạch kim mới. Thì trong cái sự kiện đấy thì mỗi một cái sự kiện đấy thì nó sẽ có một con tướng bạch kim chỉ định để cho các bạn quay đấy. Còn mình không biết là có thể quay ra cái dương để mà lựa chọn mảnh của các con tướng bạch kim thì hay có hay không, nhưng mà nó giống như kiểu là sự kiện Thượng Quan Nghiên với lại Tần Hương ấy. Tuy nhiên thì nó khó hơn, nó kiếm thẻ quay khó hơn. Đấy là những cái mà hiện đến thời điểm hiện tại bây giờ là có thể là những cái event hoạt động có thể giúp các bạn sở hữu được con tướng này, chí ít là không nạp. Đấy là toàn bộ những cái thông tin mà mình có thể đưa cho mọi người những thời điểm hiện tại bây giờ thôi. Thật ra là bây giờ ở cả bên bản Trung Quốc lẫn bản Đài Loan thì nó đều không có đang tổ chức các hoạt động này, nên là không thể show cho mọi người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giới hạn của video của mình là không cho phép show những cái hình ảnh của các server nước ngoài, nên mình cũng không thể show cho mọi người, chỉ biết nói mồm cái này cho anh em lấy một chút thông tin thôi. Còn về cái hoạt động đua lấy con này nó diễn ra vào khi nào thì cái này nó sẽ do nhà phát hành, người ta sẽ công bố và người ta sẽ ra mắt. Thì khi nào ra mắt thì các bạn sẽ nhận được thông tin, nhưng mà bởi vì đây là một con tướng mới nên mình sợ cái hoạt động này dễ mà cũng có lỗi lắm. Đấy, nên là anh em cứ từ từ mà trải nghiệm nhá. Còn về vị tướng này thì tôi nói thật, riêng con tướng này thì khẳng định luôn, bởi vì nó là phẩm bạch kim sẵn. Nó là phẩm bạch kim sẵn, chứ nó không phải là tướng kim, nên là cái phẩm chất của nó nói lên cái sức mạnh nó rồi. Gần như sở hữu đều đưa vào đội hình, kể cả có những ông top của các cụm server mà không biết chơi đến tầm thời điểm hiện tại bây giờ là server của tôi chơi được khoảng tầm cũng năm rồi đấy. Nhưng mà cái con tướng là kiểu nó ra hơi muộn muộn tí ấy. Ví dụ bên server đài thì nó ra tầm một năm rồi, thì mấy ông kiểu top 3, top 4 của server con này mới được tầm 2 sao thôi các bạn. Đấy là top server đấy, top server thì các bạn biết nó sẽ kiếm khó như nào và vất vả như nào mới sở hữu được, bởi vì cái sự kiện đua nó gồm rất là nhiều thành phần. Đấy. Rồi, ok.
Đó là một chút thông tin của mình đưa đến cho mọi người, bởi vì mình thấy anh em hỏi về thông tin về con này lấy ở đâu nhiều quá. Cá nhân mình thì hiện tại bây giờ nó sẽ có event thôi, còn event diễn ra vào lúc nào, thời điểm nào thì nhà phải những thông báo cho mọi người sau. Thì cái này thì anh em vui lòng theo dõi thông tin ở trên fanpage nhá. Và có một số vị tướng đến từ cốt truyện khác sẽ được ra mắt sau này nữa. Thì ở trên kênh mình cũng đã review rồi, và một số con tướng khác nếu mà được ra mắt thì mình cũng sẽ cố gắng review sớm cho mọi người nhá. Thì anh em có thể theo dõi kênh của mình. Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.